Xin chào mọi người nha. Đây, hôm nay là livestream Yến Phụng đây mọi người ơi. Thấy mấy em xinh xinh dễ thương quá, quay cho mọi người xem nè. Hello, hello. Hello, hello. Xin chào mọi người nha. Rồi, đây là mấy em Yến Phụng nhà mình nè, mấy người thấy dễ thương không? Đó, hôm nay là mình để mình quay về đi cho mấy bạn dễ nhìn thấy nha. Đó, ở đây là có màu vàng nè, màu xanh nè. Có mấy em màu trắng nữa đó mọi người. Ôi, mọi người thấy đáng yêu không? Ở đây có sự đáng yêu quá ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã thả tim nha. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ để mình chỉnh góc quay qua cho mọi người thấy được mấy em Yến Phụng màu khác nữa nha. Đó, quá xinh luôn, quá dễ thương luôn. Yến Phụng này là Yến Phụng tơ á mọi người. Yến Phụng còn non á, mọi người thấy cái mũi nó còn hồng không? Đó, toàn bộ là Yến Phụng tơ hết á. Ơi, cảm ơn mọi người đã thả tim nha. Hello, Diệp Kim. À, có nhím luôn à, Khôi ơi. À, không, có con ở phía sau là biết chào hello thôi các bạn ơi. Mấy con chim Yến Phụng này thì không có biết nói nha mọi người nha. Còn nói chung là biết hót thôi. À, còn mọi người hiện tại không biết mọi người có nghe được không ta? Ở shop là đang có mấy con lori á, nó hót rất là đẹp hay luôn. Đó, mọi người thấy dễ thương quá đây ha. Trời ơi. À, thỏ chỉ có nhiều nha Dĩ Kim ơi. Đây, để quay qua mọi người coi nè, coi nó tình cảm ghê chưa nè. Đó. Đó mọi người thấy không? Ở dưới đây cũng có nữa nè. Đó, ở dưới đây là có màu xanh dương nè mọi người thấy không? Đây là mấy em màu xanh dương nha, màu xanh dương, màu trắng. Để cái điện thoại vô trong đi ha, quay cho mọi người thấy cho nó dễ thương. Đó, mọi người thấy không? Ở đây là có màu mấy bé màu xanh dương nữa nè. Có mấy bé màu xanh dương, màu xanh lá nè mọi người thấy không? Ở đây á là hả, mấy con Yến Phụng này là mình phải tự tay mình đi chọn từng bé ở trại luôn á mọi người. Để thông thường mà giao ở mấy trại giao lên á, nó hay lựa mấy cái màu mà không có đẹp á, nó giao cho mình không à. Nên là mình đi lựa, lần nào lấy Yến Phụng là mình cũng phải trực tiếp mình đi lựa. Mình lựa những con đẹp, thiệt đẹp á, mình mới lấy đem về cho các bạn ha. Đó, những con đẹp, những con khỏe mạnh nhất nè, các bạn thấy không? Xinh cực kỳ xinh luôn. À, bao nhiêu tiền hả? Yến Phụng này của chị là 200 đến 250 một bé các bạn ha. Các bạn lấy nhiều thì có giảm giá cho các bạn ha. À, mấy này anh kia mới tới bắt 4 con. Ủa, các bạn thấy cưng cực kỳ không? Ăn Yến Phụng ăn dễ lắm nha các bạn nha, ăn kê không à. Yến Phụng ăn kê không à. Chào Quang Lương nha. Đó. Rồi. Anh ơi mua gì vậy anh? Thôi bữa nay chủ nhật có lễ, mọi người nghỉ lễ hết rồi các bạn ơi. Dễ nuôi lắm các bạn ơi, con này hả cho ăn kê rồi cho uống nước thôi. Còn hả các bạn nuôi á mà các bạn ấy thì các bạn có thể cho thêm vài cọng giá mà kiểu như giá nhà trồng á các bạn, giá mình tự làm á các bạn. Ủa các bạn coi con màu xanh dương này đẹp cực kỳ không? Xanh dương mà kiểu là xanh dương bầu trời á các bạn. À, rồi có cái con này là con màu tím nữa nè. Đó, con màu xanh dương này đẹp khủng khiếp chưa? Nó cưng ghê chưa? Mê lắm luôn á. Còn con này con màu trắng nè các bạn nè, con trắng nè. Trắng tinh mắt đen nè. Anh ơi, em ở bên đây nè. Chị muốn gì chị? Đợi xíu. Đang livestream một chút xíu mấy con này. Bữa nay có mình em à. Bữa nay nghỉ lễ hết trơn rồi. Đây các bạn nha. Rồi thôi cho các bạn coi một chút xíu mình đi bán hàng nha. Không có ai bán hàng hết. Bữa nay nhân viên mắc công chuyện đâu hết trơn rồi. Rồi thôi bye bye mọi người nha. À giá 200 đến 250 một con nha. Rồi thôi bye bye mọi người, mình đi bán hàng đây. Khi nào rảnh thì mình sẽ like quay cho các bạn coi tiếp nha. Rồi bye bye.